Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức chuyến khảo sát tuyến du lịch dùng xanh xứ Dừa tại xã Phú Nhuận và xã Nhân Thành. Tham dự chuyến khảo sát có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười cùng lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019, lượt khách du lịch đến với thành phố Bến Tre tăng bình quân 12% một năm. Riêng năm 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, lượng khách du lịch đến thành phố giảm chỉ còn 10%. Đặc biệt năm 2021, khả năng đến cuối năm tổng lượng khách đến thành phố ước đạt trên 195.000 lượt, giảm hơn 28%, tổng doanh thu giảm hơn 27%. Hiện thành phố có 32 cơ sở lưu trú du lịch, gồm 24 khách sạn, nhà nghỉ du lịch, 8 homestay, 11 điểm đến du lịch và 5 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đến nay có khoảng 500 nhân viên người lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1, trong đó 120 người đã được tiêm mũi 2. Hơn 1.000 người dân xung quanh các điểm du lịch cũng được tiêm vaccine. Đây là cơ sở để thành phố hướng đến mục tiêu từng bước mở lại hoạt động du lịch theo hướng xanh an toàn. Tại buổi khảo sát, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và du lịch C2T được chọn là đơn vị thực hiện tour giúp lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố khảo sát, đánh giá tình hình tại các điểm kinh doanh du lịch trước khi tỉnh mở cửa đón du khách. Đoàn khảo sát di chuyển bằng tàu du lịch trên sông Bến Tre hướng ra sông Hàm Luông để xem hoạt động đánh bắt tôm cá trên sông. Trải nghiệm các điểm du lịch tại xã Nhân Thạnh và Phú Nhuận, trải nghiệm uống nước dừa dứa tại vườn dừa nhà chú Sáu Điệp, ăn trái cây, thưởng thức trà mật ong, nghe đờn ca tài tử, thăm điểm homestay Mười Nở, Hạ Thảo, xóm dừa nước. Trong chuyến khảo sát này, người dân và các doanh nghiệp, cơ sở du lịch cho biết rất mong muốn được khôi phục mở lại các hoạt động du lịch sau thời gian dài phải tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh. Các cơ sở doanh nghiệp cũng mong lãnh đạo tỉnh, thành phố, các sở ngành chuyên môn sớm ban hành hướng dẫn, quy định cụ thể trong hoạt động đón du khách, đảm bảo an toàn, bền vững, nhất là hướng dẫn việc phòng chống dịch, hoạt động đưa đón khách. Sớm được tiêm ngừa mũi 2 cho người lao động để yên tâm hoạt động, đồng thời được hỗ trợ nối lại hoạt động quảng bá, giới thiệu, kích cầu du lịch nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước. Để tạo cơ sở pháp lý cho du lịch hoạt động trở lại một cách an toàn và liên tục, cuối tháng 10 này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về các quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với khách du lịch, điểm lưu trú, cơ sở kinh doanh du lịch, dự kiến sẽ mở cửa đón khách du lịch trở lại vào ngày 5 tháng 11 năm 2021.